Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 16 Tập 16 Bạch Kỳ Phật Ngôn Ngã Tùng Cửu Viện Kiếp Lai Mong Phật tiếp dẫn Sử hoạch bất khả tư nghị Thần lực Cụ Đại Trí Huệ Những lời nói này Là lời cảm ơn Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa này tri ân báo ân bồ tát địa tạng có thành tựu như vậy ngài nghĩ đến lúc ban đầu ngài cũng là phàm phu từ phàm phu mà tu thành ngài được chư phật bồ tát giúp đỡ hộ trì cho nên ngài mới thành tựu mới có thành tựu như thế này Niệm niệm không quên gốc Kinh văn này là dạy chúng ta những điều này Thân của chúng ta có được từ cha mẹ Cha mẹ sinh ta ra Nuôi dưỡng ta Chúng ta khi trưởng thành rồi lớn không thành người rồi, được mấy người có thể nghĩ đến ân đức đó của cha mẹ mình chứ. Cầu học, sự nghiệp, học thành tựu rồi. Cầm được học vị rồi, được mấy người nghĩ đến ân đức của thầy Ở trên kinh Đại Mát Nhã Phật nói Bồ Tát Nhị Địa Có tám môn học tu chủ yếu Trong đó có một môn là Tri ân báo ân Các vị phải biết Bồ Tát Nhị Địa là biểu pháp Nhị Địa tu tri ân báo ân Vậy sơ địa có tu hay không? Thập hồi hướng có tu hay không? Thập hạnh có tu hay không? Thập trụ có tu hay không? Quả vị thập tính có tu hay không? Thấy đều phải tu Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta là lời chân thật Một cấp bậc là tất cả cấp bậc Tất cả cấp bậc là một cấp bậc Cho nên chúng ta từ trong Kinh Hoa Nghiêm Có thể học được Đại Pháp Viên mãn Những gì mà mỗi vị Bồ Tát biểu hiện Phía sau chúng ta có thể nhìn thấy Ba mươi mấy loại thần chúng Những thần chúng đó đều là Bồ Tát Vừa mới nói rồi Cần dùng thân quỷ thần ngay liền hiển thân quỷ thần Đồng nam đồng nữ Hơn một trăm bảy mươi chúng Đều là Phật Bồ Tát hóa thân Đều là hiển bày ra dạng đức dạng năng trong chân như bổn tánh của chúng ta phổ hiền là biểu thị cho tướng chung còn những chúng này là biểu thị tướng khác biệt trong chung có riêng trong riêng có chung chung là một riêng là nhiều một tức là nhiều nhiều tức là một một nhiều không hai chúng ta ở phần trước xem thấy hai mươi vị bồ tát phát biểu trưng mười vị phía trước là bồ tát cùng tên mười vị phía sau là bồ tát khác tên dụng ý của các ngài ở chỗ nào vậy nói cho chúng ta biết giống là giống ở trong khác khác là khác ở trong giống giống và khác không hai hiển thị ra tâm tánh chúng ta là dạng đức dạng năng dạng không phải là con số trí huệ đức năng trong tâm tánh là vô lượng vô biên sau đó mới biết toàn bộ kinh hoa nghiêm là nói điều gì là nói thể tướng tác dụng ở trong tự tánh của mình chứ không phải nói gì khác toàn bộ kinh hoa nghiêm hóa ra là nói chính mình tất cả ngàn kinh dạng luận ngoài hoa nghiêm là nói khác biệt cũng như hoa nghiêm là chung tất cả kinh luận là riêng riêng là riêng trong chung chung là chung trong riêng là một không phải hai sau đó bằng từ cơ sở này bạn lại tư duy tiếp tận hư không khắp pháp giới là chính mình bạn như vậy mới có thể giải được viên mãn giải viên mãn rồi bạn mới tu viên mãn mới chứng viên mãn được đây là mục tiêu cuối cùng của giáo dục nhà phật tiên sinh phương đông mỹ nói là sự hưởng thụ cao nhất của đời người một chút cũng không sai tôi được một chút lợi ích nên tôi niệm niệm không quên đối với ân đức của thầy phật pháp thù thắng vô song vi diệu hàng đầu trong thế gian và xuất thế gian nếu như không có cao nhân chỉ điểm thì bạn sao có thể nhận biết được tôi đời này học phật không có ý mong cầu Cái cảm ứng này là cảm ứng âm thầm Chứ tôi không có tâm mong cầu Chắc có lẽ là thiện căn trước đây chín mùi Sở dĩ tôi gặp được những lão sư này Chắc là do Phật Bồ Tát quá hiện Phương pháp các ngài dạy tôi không giống như dạy cho người khác tôi học triết học với lão sư phương lão sư đem phật pháp giới thiệu cho tôi nói với tôi triết học kinh phật là đỉnh cao của triết học thế giới thầy dùng phương pháp này giới thiệu cho tôi thầy dạy học ở trong trường không có đem điều này truyền dạy cho học sinh thông thường sau khi tiếp xúc phật pháp tôi có duyên gặp được đại sư chương gia cái nền tảng này của tôi là do đại sư chương gia định đặt đại sư viên tịch cũng là vì tôi tôi biết rất rõ bởi vì nếu thầy không viên tịch Thì tâm học Phật của tôi sẽ không được khẩn thiết như vậy Thầy đi như vậy rồi Tôi mất đi chỗ dựa Tôi cùng với Phật sống Cam Châu Dựng liều nơi lò thiêu của Ngài Tôi ở đó ba ngày ba đêm Suy nghĩ rất tỉ mỉ Rất nghiêm túc theo học đại sư 3 năm Thầy đã dạy tôi những gì Tôi hồi ức sắp xếp lại Những gì mà trong 3 năm Thầy đã chỉ dạy Tôi rất cảm kích thầy Đã đặt nền móng tốt vững vàng Vì sao gần gũi lão sư Lý Bỉnh Nam 10 năm Mới có chút thành tựu Người gần gũi lão cư sĩ Lý Bình Nam quá nhiều, quá nhiều tại vì sao không thể thành tựu gì không có nền tảng nền tảng của tôi trong ba năm này đã đạt được rồi tôi học phật có hai vị thầy phật pháp và một vị thầy pháp thế gian rất đơn giản tôi luôn giữ thái độ của một người học trò y giáo phụng hành không làm trái lại lời giáo hướng của thầy tuân theo sự hướng dẫn của thầy mà làm ở trong phật pháp gọi là sư tư đạo hiệp chúng tôi giảng kinh dạy học nhất định thờ hình ảnh của lão sư ở bên cạnh hiện trường này của chúng ta cũng có lão sư chứng minh Lão sư chỉ dạy chúng tôi Nếu như không có sự hộ pháp đắc lực Cũng không thể thành công Hàng quán trưởng hộ trì 30 năm Chúng tôi treo hình bà ở đối diện Mỗi khóa giảng có bà tham dự Bà nhìn thấy Tinh thần của bà quá thật hiện diện Trong đạo tràng của chúng ta trong phòng học này của chúng ta chư phật bồ tát đều có mặt chúng ta dùng tâm thái như thế nào để học tập cảm ơn đội đức chúng ta biết trong đời này nhất định thành tựu được chư phật hộ niệm long thiên ủng hộ thì đâu có lý nào không thành tựu chứ hàng quán trưởng có huệ nhãn chứ không phải người thông thường bạn xem lần trước pháp sư hàn quốc đến nơi này sư nhìn thấy bức hình này nói rằng đó là bồ tát quan âm tái lại bà giao công việc hộ pháp lại cho cư sĩ lý mộc nguyên Cư sĩ Lý Mộc Nguyên không cô phụ tâm nguyện của bà Lần đầu tiên Cư sĩ Lý đến thư viện Ở Đài Bắc Viện trưởng hàng tặng ông một bộ Tây Phương Tam Thánh Là giao Phật bảo cho ông rồi Lần thứ hai ông đến Bà tặng ông một bộ đại tạng kinh Vậy là pháp bảo cũng giao cho ông rồi Sau khi bà giảng sanh xong Chúng tôi những người này thấy đều đến nơi đây Vậy là giao tăng bảo cho ông rồi Ông phải gánh giác trách nhiệm hộ pháp Cho nên mới có nhân duyên thù thắng như vậy Chúng ta ở thời đại Tai nạn khủng khiếp này mà có thể giảng kinh Hoa Nghiêm ở đây, thật là việc không dễ dàng. Bạn nên biết, giảng bộ kinh này thì người ở nơi này phước báo lớn cỡ nào. Thiện căn lớn cỡ nào. Nếu như thiện căn phước đức nhân duyên không hoàn toàn đầy đủ thì pháp hội này nhất định không thể khai giảng thành công được. Cho nên pháp hội này có thể thiết lập ở đây là nhờ tất cả chư Phật Như Lai hộ niệm Long Thiên Thiện Thần bảo hộ Trong tâm chúng tôi biết rất rõ, rất sáng tỏ Cho nên không được quên ân cha mẹ Không được quên ân sư trưởng Phật dạy chúng ta trên đền bốn ân nặng bốn ân nặng này là ân cha mẹ ân thầy tổ tam bảo là ở trong ân thầy tổ tam bảo là thầy của chúng ta ân quốc gia ân chúng sanh quốc gia bảo vệ chúng ta khiến chúng ta an cư lạc nghiệp chúng sanh là chúng ta không thể xa rời xã hội Rời khỏi đại chúng Để sống độc lập được Thức ăn, đồ uống, y phục của chúng ta Đều phải dựa vào biết bao nhiêu người Canh tác, gieo trọng, chế tạo Phải thường xuyên nhớ nghĩ Làm sao để báo ân đây Chăm chỉ học tập Thật sự đoạn phiền não, khai trí huệ làm Phật làm Bồ Tát giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Đây mới thực sự là trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Bồ Tát Địa Tạng làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải học tập Bồ Tát Địa Tạng học rất giống Phật. Bạn xem dưới đây ngài nói ngã sở phân thân biến mãn Bách thiên dạng ức hằng hà xa thế giới Mỗi nhất thế giới hóa bách thiên dạng ức thân Mỗi nhất thân độ bách thiên dạng ức nhân Lệnh uy kính tam bảo Vĩnh ly sanh tử chí niết bàn lạc Phật độ hóa chúng sanh Phân thân như vậy Độ thoát như vậy Bồ Tát Địa Tạng biểu diễn rất tốt Đích thực là học trò giỏi của Phật Ngài cũng giống như Phật vậy Phân thân ra khắp hàng hạ xa thế giới Không từ gian nan độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh ba câu sau cùng này là nói thành tích độ thoát chúng sanh của ngài việc thứ nhất là nhất định phải giúp chúng sanh quy y tam bảo Kính tinh ngưỡng mộ tam bảo Đây là giai đoạn thứ nhất Tiếp dẫn quảng đại chúng sanh Quy y tam bảo Chưa chắc có thể liễu sanh tử Ra khỏi tam giới Sự thật này mọi người biết rất rõ Bao nhiêu người quy y rồi Nhưng tập khí thói xấu Vẫn không sửa không chịu chăm chỉ tu hành Giai đoạn thứ nhất Đó là người nghiệp chướng sâu nặng Họ vẫn chưa nghĩ đến liễu sanh tử Cho rằng sáu nẻo luân hồi vẫn khá tốt Không chịu xả ly sáu nẻo luân hồi Ngu si tối tâm Người căng tánh sáng lẹ Họ hiểu rõ rồi Lục đạo là khổ Tam giới thấy đều khổ 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 Hỏi khổ thành khổ Tam giới thấy đều khổ Họ biết Nên hạ quyết tâm Muốn thoát khỏi biển khổ Vậy là Ra khỏi tam giới vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trong sanh tử có hai loại sanh tử người biết được cũng không nhiều một loại là phần đoạn sanh tử là cái thân này của chúng ta một loại khác gọi là biến dịch sanh tử rất ít người biết đến đoạn dứt sanh tử của thân chúng ta thoát khỏi sáu cõi luân hồi làm được rồi a la hán biết chi phật làm được rồi Biến dịch sanh tử thì phiền phức hơn Mãi cho đến Bồ Tát Đẳng Giác của viên giáo Biến dịch sanh tử vẫn chưa hết Biến dịch sanh tử đoạn hết rồi Chứng được Phật quả của viên giáo Bồ Tát Địa Tạng giúp Là giúp đến cùng chứ không phải giúp bạn một giai đoạn không phải giúp đến giữa đường rồi thói tâm mà giúp mãi cho đến cùng chúng ta hôm nay ở chỗ này học kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện là có duyên với bồ tát địa tạng ở trong đây có mật ý mật ý là gì chỉ dạy chúng ta phải phát tâm học Bồ Tát Địa Tạng Phải phát tâm làm Bồ Tát Địa Tạng Thánh nữ Bà La Môn, quan Mục Nữ Là tấm gương tốt của chúng ta Nếu như chúng ta đọc kinh này Mà thấy cảm động Thật sự cũng phát nguyện này Chúng ta đến tận cùng kiếp dị lai độ thoát tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh không thành Phật thì ta không thành Phật. Vì bạn hiện nay chính là Bồ Tát Địa Tạng rồi. Bồ Tát Địa Tạng được xưng là Đại nguyện. Bạn phải phát cái đại nguyện này. Bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Hết thảy Bồ Tát cung kính dây quanh Chúng ta phải học tập ở chỗ này Chỉ niết bàn lạc Lìa khổ được vui Dĩ viễn thoát khỏi Sanh tử là giúp chúng sanh lìa khổ Phía sau là được vui Niết bàn là niềm vui thanh tịnh Cứu cánh viên mãn mời xem kinh văn bên dưới đảng ư phật pháp trung sở vi thiện sự nhất mau nhất đế nhất xa nhất trần hoặc hào phát hứa ngã tiệm độ thoát xử hoạch đại lợi cho nên người xưa thường khuyên bảo chúng ta chế cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm Việc này là việc thiện nhỏ Ta làm nó để làm gì chứ Đây là quan niệm sai lầm của chúng ta Chớ cho là Ác nhỏ rồi cứ làm Đây là việc ác Việc này không đáng kể gì Việc này có gì lớn đâu Có thể làm Là sai rồi Các chị nên biết Việc thiện nhỏ như sợi tóc cũng trùm khắp hư không pháp giới trái lại việc ác nhỏ như sợi tóc cũng trùm khắp hư không pháp giới đừng nói những báo ứng khác việc ác này nhất định chướng ngại tánh đức của bạn vậy thì phiền phức rồi bạn không thể minh tâm kiến tánh phật bồ tát từ bi biết bao chỉ cần bạn có việc thiện nhỏ như sợi tóc cũng có thể cảm động các ngài các ngài đến phù hộ bạn đến giúp đỡ bạn từ đó cho thấy thiện không thể không tu ác không thể không đoạn Pháp hội hôm nay của chúng ta Là gì? Cửu Hoa Sơn Mà giảng Đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng Nhưng bằng ghi âm của chúng ta Được lưu thông ra toàn thế giới Thì số người tham dự Pháp hội này của chúng ta không thể nghĩ bạc Mắt thường của chúng ta có thể nhìn thấy được những người này Chứ không thể nhìn thấy chúng Bồ Tát Chúng thanh văn, chúng duyên giác Chúng quỷ thần trong lục đạo Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy Còn có điểm thù thắng hơn Chúng ta xem thấy ở trong bộ kinh này có tất cả chư Phật như Lai Mười phương đều tham gia Pháp hội này của chúng ta Có thù thắng giống như Pháp hội Cõi trời đau lợi hay không Xin thưa với các vị nhất định không khác Người thế gian chúng ta nhìn thấy Chúng ta không có phước báo Giảng đường này nhỏ như vậy Sơ xài như vậy nhưng thiên nhân nhìn thấy đạo tràng này được xây bằng bảy báo đây là tòa sư tử vô cùng trang nghiêm tướng tùy tâm chuyển một chút cũng không phải giả cho nên chỉ cần sau khi hiểu rõ triệt để, để những đạo lý chân tướng sự thật này rồi giống như hôm qua lời trong kinh hoa nghiêm nói thì chúng ta mới thực sự biết tự ái tự trọng chỉ có người mê mất tự tánh mới tự chà đạp mình không tự ái không tự trọng chà đạp chính mình từ chỗ này chúng ta cũng hiểu rõ giải là vô cùng quan trọng giải là giúp bạn phá mê khai ngộ sau khi ngộ rồi khởi tu thì công phu tu hành đó sẽ đắc lực lợi ích sẽ rất rõ rệt phải nhớ kỹ câu kinh văn này duy nguyện thế tôn bớt dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sanh vi lự như thị tam bạch phật ngôn duy nguyện thế tôn bớt dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sanh vi lự thế tôn xoa đỉnh đầu của bồ tát địa tạng xoa đầu an ủi ngài đem sứ mệnh độ hóa chúng sanh giao cho ngài Bồ Tát Địa Tạng không cô phụ những gì mà Thế Tôn đã giao phó Chỗ này chúng ta xem thấy Ngài cũng an ủi Thế Tôn Cuối xin Thế Tôn đừng lo lắng Đừng bận tâm nữa Việc giao phó cho Ngài Ngài nhất định sẽ làm được Nói như vậy đến ba lần Là ba lần Thận trọng Chân thành như vậy Nhất định là Y giáo phụng hành Nhĩ thời Phật tán Địa tạng Bồ Tát ngôn Thiện tai thiện tai Ngô trợ nhữ hỷ Nhữ năng thành tựu Cửu viễn kiếp lai Phát hoàng thệ nguyện Quảng độ tương tất Tức chứng bồ đề Bồ Tát an ủi Thế Tôn Thế Tôn cũng tán thán Bồ Tát Thiện tai thiện tai Hai lần thiện tai Thiện tai chính là chúng ta Hiện nay Nó là quá tốt quá tốt Ý nghĩa ở trong đây Ngài hiểu được Tâm ý của Phật Y giáo phụng hành Nhớ kỹ Tuân thủ Lời giáo huấn của Phật Đây là thiện tai thiện tai Lại có thể phân ra Vô lượng thân Giáo hóa tất cả chúng sanh Can cường khó giáo hóa này Tuy chúng sanh tu được một chút thiện, một chút phước chỉ bằng mấy lông Bồ Tát nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ Việc thiện cực nhỏ cũng có thể cảm động chư Phật Bồ Tát việc thiện nhỏ chúng ta còn không bỏ qua huống hồ là thiện lớn các vị nên biết bản thân bạn tu thiện ở trong phật pháp có câu nói một người thành Phật Thì tổ tiên chính đời được sanh thiên Lời nói này là thật, không phải giả Tuy tổ tiên của bạn qua đời rồi Đói vào trong đường ác Cũng siêu sanh Không có khác gì so với giới trên kinh địa tạng nói Người làm con cái thành tâm thành ý tu phước Thì những người thân quyến thuộc đã qua đời này thấy đều được lợi ích. Chúng ta muốn độ oan gia trái chủ thì nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học. Chỉ có khi mình có thành tựu chân thật rồi thì mới có thể độ được oan gia trái chủ nhiều đời. Bản thân bạn không có sự tu trì chân thật thì không được đó là giả, không phải thật. Bố thí, cần bố thí trong thanh tịnh thì phước báo lớn nhất. Bố thí còn muốn danh vọng lợi dưỡng thì phước báo đó là nhỏ. Nhỏ nhưng Bồ Tát cũng quan hỷ, việc thiện cực kỳ nhỏ họ cũng không bỏ qua. Chúng ta xem thấy ở trên kinh việc thiện nhỏ còn không bỏ qua huống hồ là việc thiện lớn bố thí trong thanh tịnh những chuyện nhân duyên quả báo này chúng ta chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút sẽ thấy ở trong xã hội này có rất nhiều rất nhiều nơi nào cũng có thể nhìn thấy chỉ là do chúng ta quá lơ là sơ ý mà thôi. đặc biệt là ở thời đại này hiện nay trồng nhân thiện được quả thiện gieo nhân ác gặp ác báo vô cùng vô cùng rõ rệt hoàn toàn tương ưng với những gì trên kinh địa tạng đã nói không có mảy may sai chạy chúng ta đối với bộ kinh này cần phải nên đọc kỹ tư duy thật sâu y giáo phụng hành mới có thể được lợi ích chân thật Mời xem Kinh văn dưới đây Phẩm thứ ba Quán chúng sanh nghiệp duyên Đây là đoạn lớn thứ hai Ở trong bản kinh này Đoạn lớn thứ nhất Là hai phẩm trước Thế Tôn giới thiệu Bồ Tát Địa Tạng cho chúng ta để chúng ta nhận biết Bồ Tát Địa Tạng Nhận biết vị thiện tri thức này Nhận biết vị thầy này Phần còn lại Có ba phẩm Ba phẩm này Là nói rõ Những chúng sanh Được Bồ Tát Địa Tạng độ thoát Cũng chính là nói những đối tượng được ngài giáo hóa phật ở chỗ này cũng nói cho chúng ta rất rõ ràng rất minh bạch mời xem kinh văn nhĩ thời phật mẫu ma gia phu nhân cung kính hiệp trưởng Vấn địa tạng Bồ Tát ngôn Thánh giả diêm phù chúng sanh Tạo tác sai biệt Sở thọ báo ứng kỳ sự vân hạ Đây là mẫu thân Của Thích Ca Mâu Ni Phật Là Ma Gia Phu Nhân Ma Gia Phu Nhân Sau khi sanh Thích Ca Mâu Ni Phật Vì phước báo này quá lớn Nên đã sanh lên cõi trời đau lợi Hưởng phước trời Người trong cõi nhân gian chúng ta nói Việc này không phải là việc tốt Tại vì sao sau khi sanh ra Phật rồi Không được mấy ngày thì mẹ qua đời Thích Ca Mâu Ni Phật được di mẫu Tiếp nhận nuôi dưỡng khôn lớn Mẹ ruột của Ngài giảng sanh về trời đau lợi Để hưởng phước trời rồi Người hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết phước báo của mẫu thân ngài rất lớn. Phàm phu mắc thường trong nhân gian chúng ta nhìn thấy việc này thật bất hạnh. Cách nghĩ hoàn toàn là khác nhau. Một đời giáo hóa của Đức Thế Tôn đến đây đã xong một đoạn rồi. Người tiếp nhận được sự giáo hóa của ngài phía trước nói bảy tám phần đều đã được độ còn lại một hai phần tập khí nghiệp chướng rất nặng lúc phật còn tại thế không thể được độ sau khi phật diệt độ sẽ khiến cho những người này có tâm cảnh giác cao độ Sau đó những người này do đệ tử của Phật độ hóa. Nhân duyên được độ của mỗi người khác nhau. Sau khi Phật giáo hóa chúng sanh được một giai đoạn, Ngài tiếp nhận lời mời của vua trời Đao Lợi. Mời Ngài đến cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân. Việc này Thích Ca Mâu Ni Phật không thể từ chối. Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Trong khi giáo hóa chúng sanh đến cuối cùng Như định là báo đáp ân đức của mẹ Ở cung trời đao lợi Giảng kinh địa tạng Bồ Tát bổ nguyện Dường như đây là phép tắc Nên Phật lên cung trời đao lợi Thuyết pháp cho mẹ Mà già phu nhân Cũng có trong pháp hội này gặp được bồ tát địa tạng do bà đến khải thỉnh nói thật ra ma gia phu nhân cũng là phật bồ tát quá hiện ra cũng không phải người thông thường vấn địa tạng bồ tát ngôn thánh giả ngài địa tạng là bồ tát quả dị đại thánh đẳng giác diêm phù chúng sanh Ma Gia Phu Nhân là từ cõi Diêm Phù Đề Cõi Diêm Phù Đề chính là thế giới của chúng ta đây Từ thế giới chúng ta sanh về Cõi trời đau lợi Ở trời đau lợi Niệm niệm không quên cố hương Tình này rất nặng Rất sâu Đặc biệt quan tâm đến Những chúng sanh Tạo nghiệp Ở quê nhà Tạo nghiệp sai biệt Sở thọ báo ứng Những sự việc này như thế nào? Xin Bồ Tát Địa Tạng Khai thị cho Địa Tạng đáp ngôn Thiên vạn thế giới Nãi cặp quốc độ Hoặc hữu địa ngục Hoặc vô địa ngục hoặc hữu nữ nhân hoặc vô nữ nhân hoặc hữu phật pháp hoặc vô phật pháp nại chí thanh văn bích chi di phật diệt phục như thị phi đảng địa ngục tội báo nhất đẳng bồ tát địa tạng trả lời giống như là chẳng ăn nhập gì với câu hỏi này vì sao vậy phạm vi mà ma gia phu nhân hỏi quá nhỏ chỉ hỏi đến cõi diêm phù đề Chúng sanh ngoài cõi diêm phù đề rất nhiều Vô biên thế giới Ở trong đây có một ý ngầm Ngầm chỉ tâm lượng của chúng ta phải lớn Phải bằng giới hư không pháp giới Thì mới có thể diệt từ tất cả chướng nạn Tâm lượng nhỏ nhất định tạo thành chướng ngại người thế gian này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp bạn thử nghĩ thật kỹ xem là do nguyên nhân gì đều là vì mình vì cá nhân vì gia đình vì đoàn thể nhỏ của chúng ta mà tạo tội nghiệp vì một quốc gia thì quốc gia có xung đột với quốc gia khác phải đánh nhau nếu như tâm lượng của chúng ta mở rộng một chút là vì toàn thế giới thì sẽ loại bỏ hóa giải được sự tranh luận của quốc gia nhưng nếu chúng ta vì toàn thế giới thì hành tinh này của chúng ta tương lai sẽ có chiến tranh với hành tinh khác lại phiền phức rồi vẫn không có được an toàn tâm lượng mở rộng thêm nữa chúng ta cũng bao gồm các gì sao khác thì chiến tranh giữa các gì sao có thể được loại bỏ rồi đó là hàm nghĩa ở trên kinh văn này Nếu như có thể giống như Phật Bồ Tát vậy Tâm lượng bao gồm cả hư không và các cõi nước Tất cả mọi sự ngăn cách hiểu lầm thấy đều loại bỏ Thì tất cả chúng sanh mới có thể hưởng thụ được Hòa bình vĩnh viễn Tất cả chúng sanh Chúng sanh trong thập Pháp giới Đều có thể hỗ trợ hợp tác đều có thể chung sống hòa thuận đây mới là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề từ đó cho thấy tâm lượng nhỏ là nguồn gốc của tất cả họa hại nhất định phải mở rộng tâm lượng tâm bao thái hư lượng châu xa giới vốn dĩ tâm lượng nó là như vậy vốn dĩ xưa nay là như vậy Tâm lượng nhỏ là do bạn mê hoặc Không biết Không sáng tỏ chân tướng sự thật tạo thành Cho nên tâm lượng nhỏ vốn dĩ không có Tâm lượng lớn vốn dĩ có Đạo lý nó nằm ở chỗ này Một người hỏi một người đáp Là hiển thị ý nghĩa này ngay bồ tát địa tạng ngầm chỉ tâm lượng của ma gia phu nhân nên mở rộng ra không nên chỉ quan tâm đến cõi diêm phù đệ phải nên quan tâm đến tất cả chúng sanh khổ nạn trong tận hư không khắp pháp giới sự việc này ma gia phu nhân đâu có chuyện không biết chỉ là giả bộ thôi chung quy là người thế gian tình cảm rất nặng rất sâu rất khó bu xả ma gia phu nhân trùng bạch bồ tát thả nguyện văn ư diêm phù tội báo sở cảm ác thú bà vẫn cứ muốn hỏi chuyện của quê nhà biểu hiện điều gì vậy biểu hiện có tình cảm rất là sâu nặng Đối với khu vực cư trú của mình Đặc biệt từ bi mà già phu nhân Cùng với địa tạng Mỗi người biểu hiện một vẻ Đều hay Đều rất đặc sắc Đặc biệt thương xót chúng ta Những chúng sanh tạo tội hiện nay địa tạng đáp ngôn thánh mẫu duy nguyện thính thọ ngã thô thuyết chi không nhờ ma gia phu nhân nhiều lần thỉnh cầu thì bồ tát địa tạng chỉ nói tổng quát chứ không nói chi tiết nhiều lần thỉnh cầu nên bồ tát địa tạng đương nhiên phải thỏa mãn ý nguyện của ma gia phu nhân nên thật ra là thỏa mãn ý nguyện của chúng sanh chúng ta hiện nay Mà nhà phu nhân thay chúng ta thịnh pháp Bồ Tát Địa Tạng ở chỗ này nói Ngã thô thuyết chi? Thô thuyết Tức là lời nói hơi khó nghe Lời dễ nghe là ngon ngọt Lời ngọt ngào, êm tai là lời dễ nghe Thô ngu chính là lời khó nghe, vì sao vậy, đều là nói tội lỗi, đều là nói tội báo. Những lời này đều là lời thô. Ý nghĩa của thô tế là ở chỗ này. Phật mẫu bạch ngôn, nguyện thánh giả thuyết. Đây là chính thức thỉnh cầu. Cái tôi muốn nghe chính là lời nói thô của ngài, chính là muốn nghe lời này nhĩ thời địa tạng bồ tát bạch thánh mẫu ngôn nam diêm phù đề tội báo danh hiệu như thị từ trong những danh hiệu này chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của nó nhược hữu chúng sanh bất hiếu phù mẫu hoặc chí sát hại đương đọa vô gián địa ngục thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ bồ tát địa tạng nói tội nặng đứng đầu là bất hiếu với cha mẹ kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện Hiển thị cho chúng ta là đạo hiếu Bồ Tát Địa Tạng đời đời kiếp kiếp Thị hiện Phát thể nguyện sâu nặng Đều là gì báo ân cha mẹ Đều là gì tận hiếu Mà phát hoàng nguyện cho nên tội lỗi của bất hiếu là nặng đứng đầu ý nghĩa của hiếu sâu vô cùng pháp sư thanh lương là người trước tác địa tạng kinh khoa chú ông là người thời tiền thanh năm khang hy ông trước tác bản chú giải này đã trích dẫn rất nhiều kinh luận là bản chú giải hay nhất trong các bản kinh địa tạng chú giải nếu chúng ta muốn báo ân thì cần phải lưu thông bản chú giải này bản chú giải này tốt nhất là in mới trở lại bởi vì bản cũ sao chép rất nhiều lần nên chữ cũng đã mờ đi nhiều rồi tôi giảng kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện tuy không có hoàn toàn dựa theo chú giải của ông để giảng nhưng chú giải của ông tôi đọc rất kỹ tôi đọc rất nghiêm túc ông ở chỗ này đã nêu ra cho chúng ta thấy trong chánh pháp niệm kinh Phật nói có bốn loại ân, bốn loại ân có báo đền. Bốn loại ân, loại thứ nhất là ân mẹ, thứ hai là ân cha, thứ ba là ân như lai, thứ tư là ân thầy thuyết pháp, là pháp sư giảng kinh thuyết pháp bốn loại ân này khó báo đền bốn loại ân này đều rất lớn cha mẹ thân này của chúng ta có được từ cha mẹ pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ như lai khi như lai không còn ở đời chúng ta làm sao có được đây chúng ta có được từ chỗ pháp sư thuyết pháp trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng phật ở trên kinh nói cúng dường bốn loại người này được phước vô lượng hiện tiền nhất định được mọi người tán thán Tương lai có thể được vô thượng bồ đề Làm sao có thể vong ân bội nghĩa được chứ Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu Bắt đầu học từ hiếu thảo cha mẹ Tôn kính thầy tổ Dùng nền tảng hiếu thảo cha mẹ Tôn kính thầy tổ phát huy rộng ra là có thể hiếu thuận với tất cả chúng sanh tôn kính đại chúng xã hội bạn có thể yêu cha mẹ yêu thầy tổ thì tự nhiên sẽ yêu quốc gia yêu chúng sanh đây là đạo lý nhất định Cho nên Bất hiếu với cha mẹ Đây là tội nặng đứng đầu Trong tất cả tội nghiệp Đương nhiên phải đọa Địa ngục vô gián Địa ngục vô gián Phần sau Sẽ có giới thiệu Loại tội lớn thứ hai Chính là bất kính tam bảo Điều phía trước này là đạo hiếu Điều thứ hai là đạo đối với Thầy Nhược hữu chúng sanh Xuất Phật thân huyết Hủy bán tam bảo Bất kính tôn kinh Diệt đương đọa ư vô gián địa ngục Thiên vạn ức kiếp cầu xuất vô kỳ các vị phải nhớ kỹ Thời gian đó rất dài Ngàn dạng ức kiếp Tạo tác tội nghiệp Nó thật ra vô cùng vô cùng dễ dàng Trong thời gian cực ngắn Có thể tạo tác tội nghiệp Nhưng tương lai thọ khổ báo Rất là khủng khiếp Bồ Tát Địa Tạng Hết lòng hết dạ đem chân tướng sự thật nói ra cho chúng ta như thế này có ai tin người bình thường đọc kinh này cho rằng thế nào đây là phật giáo khuyên người làm thiện thôi mà nên nói ra những lời này để hù dọa người khuyên người đừng làm việc xấu họ không tin là như vậy không cho rằng nó là thật Cho nên tin kinh này gọi là Chúng sanh ưa ngạnh khó giáo hóa Tự cho là đúng Chứ đâu có biết Đây là chân tướng sự thật Xuất Phật thân huyết Công án này Là phát xuất từ đề bà Đạt Đa lúc phật còn tại thế vì thế phật đã tạo nên rất nhiều hình ảnh tốt của việc tu học cho người đời sau chúng ta xem chúng ta phải nhớ kỹ phải học tập này mà đạt đa là học trò của phật phản thầy nghịch đạo tương lai bản thân các bạn làm pháp sư các bạn cũng có học trò học trò các bạn phản bội bạn rồi có gì nghiêm trọng chứ Học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng phải cũng phản bội ngày sau Đây là thị hiện cho chúng ta xem Trong nhóm học trò Có học trò tốt biết nghe lời Cũng có học trò xấu Phản bội thầy Phật đều làm nên tấm gương Để cho chúng ta xem Chúng ta phải rõ ràng Phải minh bạch Học trò tốt, chúng ta phải quan tâm họ. Học trò phản bội, chúng ta tuyệt đối không oán trách họ. Tuyệt đối không được có một mảy may tâm oán hận. Họ phản bội ta, họ phỉ bán ta. Thậm chí là hãm hại ta. Đều không nên để ở trong tâm. Xem như chẳng có việc gì, mỗi cái đều có nhân duyên của nó vĩnh viễn gìn giữ tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi đây mới gọi là học phật phật dùng tâm thái gì đối xử với đề bà đạt đa chúng ta cần phải nên học nhất định không nên ôm hận để ở trong lòng thế thì sai rồi bạn chính là phàm Phu Không phải Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh Thân hay oán gì cũng bình đẳng Bạn thì không bình đẳng rồi Đề bà Đạt Đa Muốn làm tổn thương Phật Vào thời đó Dùng những phương pháp này biết được thích ca mâu ni phật mỗi ngày đi vào thành xá vệ để đi bác trên đường có đi ngang qua nơi có vách núi ngài phải đi qua dưới đó đề bà đạt đa liền ở trên vách núi đã chuẩn bị đá to thấy thích ca mâu ni phật đi ngang qua dưới đó thì xô đá xuống để mưu hại phật Khởi cái tâm ác này Làm sự việc này Phước báo của Phật rất lớn Không ai có thể hại được Phật có thần Kim Cang hộ Pháp Khi sâu đá xuống Thì thần Kim Cang cầm gậy hàng ma Đập đá nát vụn Sau khi đập nát Thì có một mảnh vỡ Trúng vào chân Phật Chảy máu Làm cho thân Phật chảy máu đây là rắp tâm hại Phật Ông ta Xúi dục vương tử a xà thế Khuyên vương tử Làm chuyện Theo cách nói hiện nay Gọi là xoán ngôi Hãy vua cha Để lên làm quốc dương Còn đề bà Đạt Đa Muốn hại chết Phật Để ông ta làm Phật Hai người họ bàn chuyện xong rồi Ông làm vua mới Còn tôi thì làm Phật mới Chúng ta ra giáo hóa chúng sanh Thống lĩnh đại chúng Tạo loại tội nghiệp này Để bà Đạt Đa Đời đời kiếp kiếp Phải bị Đọa vào địa ngục Đây là nói Bất kính tam bảo Nêu ra thí dụ này để nói nếu cái thí dụ này để nói dùng ý rất sâu Bảo chúng ta Đối với tất cả người hữu tâm hoặc vô ý Tổn hại chúng ta Chúng ta phải đối xử với họ Giống như Phật vậy Vẫn cứ là từ bi thương xót Không có một chút Oán hận nào Chúng ta mới được Thọ dụng chân thật của Phật Pháp Hủy bán tam bảo Tam bảo là Phật Pháp Tăng Tam Bảo Bịa đặt sinh sự phỉ bán Bất kính tôn kinh Đây là kinh điển Đặc biệt chỉ ra Pháp Bảo Đối với kinh điển không tôn kính Không xem trọng Tại vì sao chúng ta hiện nay in kinh Nhất định phải in cho thật tốt Bất luận là in ấn, giấy, đóng sách đều phải thật tinh tế là tôn trọng pháp bảo khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy sách này họ liền sanh tâm yêu quý không đến nỗi làm hư hại nếu như tùy tiện in rất sơ sài mọi người nhìn thấy không sanh tâm tôn kính thường dứt bỏ tùy tiện làm hại kinh điển chúng ta không phải là khiến cho người ta có cơ hội tạo tác tội nghiệp hay sao vậy là sai lầm cho nên in kinh sách nhất định phải tinh tế không nên để người khác có cơ hội tạo tác tội nghiệp tâm này chính là tâm từ bi đây là bất kính tam bảo không biết tôn sư trọng đạo vậy là đọa địa ngục Đặc biệt là ở thời đại này Người biết báo ân đã quá ít Quá ít Chúng ta cần đề sướng Đề sướng nhất định phải làm nên tấm gương Để cho mọi người xem Nói miệng thì không được Sức mạnh khuyến hóa quá nhỏ Tôi báo ân lão sư Tôi xây dựng thư viện ở Đại Lục Tiên sinh phương Đông Mỹ Là người huyện Đồng Thành Tỉnh An Huy nên tôi xây ở đó một thư viện Tiên sinh Đông Mỹ Làm kỷ niệm Tôi ở quê hương tôi Hiện nay đã xây dựng thư viện Hoa Tạng Là để kỷ niệm hàng quán trưởng Hàng quán trưởng tương lai Nếu tôi có cơ hội Sẽ xây dựng một thư viện Hoa Tạng Tại quê hương của bà Tôi tại huyện Tế Nam Tỉnh Sơn Đông Hiện nay đang thảo luận sẽ xây dựng thư viện từ quan Làm kỷ niệm Lý Lão Sư Tôi đã ở thư viện từ quan 10 năm Phải thật làm Không làm không được Có một vị đồng tu hỏi Thế thì Đại sư chương gia thì sao Được rồi mọi người đều nghĩ đến rồi Tôi sẽ xây dựng thư viện chương gia đại sư Tôi suy nghĩ Xây nơi nào tốt vậy Đại học nội Mông Cổ ở trong Đại học Nội Mông Cổ Xây dựng một ngôi thư viện Đại sư chương gia Tôi nhất định sẽ làm được Phải có biểu hiện cụ thể Đánh thức mọi người Tri ân, báo ân Nếu như mọi người đều có tâm báo ân Thì xã hội chúng ta sẽ vui vẻ hòa thuận Có lợi ích rất lớn Lợi ích công đức, chân thật Đối với quốc gia xã hội Người không biết ân Vong ân bội nghĩa Thì xã hội này có nguy hiểm hay không Đây là vô cùng đáng tiếc Nhất định phải nghiêm túc làm từ Bản thân chúng ta Đây chính là hoàng pháp lợi sanh Đây mới là chân thật học Phật Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này A-di-đà à, Phật Cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di Đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật 那份。